Chúng ta thấy thông báo chiều hôm qua của nước cha là
và nhận mọi hành lương như những người mang theo phải quản lại chứ biết ngày nào, bởi vì cơn đại dịch nó bắt đầu lớn. Và rồi chúng ta thấy khởi đi từ một vài người đặt gọi là thiếu ý thức, vô ý thức để cho cái dịch đó nó lan, nó lan rồi cả xã hội phải rối lên và đời sống kinh tế bị đe dọa. Thì chúng ta thấy lòng của con người có cái kỹ, họ chỉ biết có một người mình thôi. Ngày hôm nay giữa một cái xã hội mà chúng ta thấy cái chủ nghĩa và mắc cái lo lên cao, mặc kệ nó, ai làm gì làm kệ nó, tôi không biết, tôi chỉ biết tôi. Lòng của tôi chất chứa đầy những sự gian nan, lòng của tôi chất chứa những giận hờn, lòng của tôi chất chứa những ganh ghét. Và khi mà lòng một người nào đó chất chứa cái sự ganh ghét đó, chúng ta thấy giữa người với người đã khó sống rồi, đừng nói tiếng của chúng ta. Đặc biệt khi chúng ta thấy một người nào đó mà sống bên co hai mặt, chúng ta sợ. Và có khi không phải là hai mặt mà là ba bốn mặt, năm sáu mặt nữa, giống như con cá kè, con cá kè màu xanh màu đỏ, cái mặt về thấy cái mua nó cái mua vậy đó. Chúng ta thấy cái con cá kè đổi màu, nó đổi màu trong cái lá cây để cho người ta khỏi thấy nó, những người khỏi thấy nó. Và có những người sống như con cá kè, tức là đối với người này thế này, đối với người kia thế kia, đối với người kia thế kia, thượng tôn hạ đẳng. Anh em gặp nhau mà sống nghề thợ máy, thượng tôn hạ đẳng, tức là gặp bề trên, gặp các tính các mặt, gặp những người có chức có quyền, gặp những người có tiền thì khinh mê họ, còn gặp những người nghèo, những người ở dưới thì chán ghét họ. Đó là cái lối sống mà Thiên Chúa không muốn. Thiên Chúa muốn người ta nghĩ rằng có sao lớn vậy, có sao sống vậy, lòng không phân tâm. Thiên Chúa muốn lòng của mỗi người chúng ta cũng vậy, lòng của chúng ta phải được thanh sạch. Và chúng ta luôn bị dằn co những cái cuộc đời này, chúng ta luôn bị dằn co những sự giàu xảo trá và sự mạnh, chúng ta luôn bị dằn co giữa cái lòng tham và cái sự ích kỷ. Ngày hôm nay sự ích kỷ và cái lòng tham nó tân bốc lên trong con người của chúng ta, để rồi chúng ta luôn cảm thấy chúng ta luôn cứ kiếm cái gì đó để cho mình. Trước khi ra đây nhân lễ lễ mai có tâm sự là ông chú vừa rồi mới mất, là mang về đi du lịch. Thì em nói rất là đơn giản, chẳng phải không? Cuối cùng cũng có cái hũ bốn ký à? Biết cái hũ bốn ký không? Mà phải cái nào là cái hũ bốn ký? Cả cuộc đời nó phải bây giờ còn nằm trong cái hũ bốn ký, và cuộc đời của chúng ta cũng vậy, cuối cùng cũng nằm trong cái hũ bốn ký. Ông tin đang con mang qua đây coi này đó.
ta cân chỉnh cuộc đời của chúng ta, lòng chúng ta cảm thì khi ấy chúng mới đến với cuộc đời của chúng ta. Còn khi mà lòng chúng ta gian dối, lòng chúng ta hận thù, lòng chúng ta mới thua nhau, chắc có lẽ chúng đến cũng không được, và ngay cả người sống